Trung vệ huyền thoại Rio Ferdinand tin rằng Andre Onana sẽ là một bổ sung tốt cho lối chơi của Manchester United. Sự ra đi của De Gea đã được xác nhận, đánh dấu kết thúc sự nghiệp 12 năm của anh tại Old Trafford. Huấn luyện viên Ten Hag, người đã mở ra cửa ra đi cho Cristiano Ronaldo, một huyền thoại khác, đã nhận ra những điểm yếu của De Gea sau nhiều lỗi khi sử dụng chân và tạo ra những tình huống căng thẳng khi chuyền bóng về. Andre Onana được cho là bổ sung lý tưởng cho Manchester United sau sự đánh giá này. Sự quan tâm của Manchester United đối với Andre Onana đã xuất hiện từ đầu mùa hè, sau khi thủ thành người Cameroon, 27 tuổi, tiếp tục chơi ấn tượng cùng Inter Milan. Mặc dù chưa rõ liệu Inter Milan sẵn lòng giảm giá yêu cầu 43 triệu bảng hay không, nhưng theo các tín hiệu đang diễn ra, trong đó Inter đang tìm kiếm các thủ môn khác như Anatoly Chubin của Shakhtar Donetsk và Jan Sommer của Bayern Munich. Cuộc thảo luận giữa hai câu lạc bộ đang diễn ra tích cực. Theo The Sun, Onana sẽ gia nhập Manchester United trong tuần này, và trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Ten Hag và đội bóng sẽ diễn ra vào thứ Tư với Leeds ở Oslo, Na Uy. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có ý định tái hợp với học trò cũ của mình từ thời Ajax. Huấn luyện viên Ten Hag và Rio Ferdinand đều thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về Andre Onana sau 5 năm cùng nhau tại Ajax, và không có gì ngạc nhiên khi cả hai đều muốn tái hợp. Quyết định này cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ huyền thoại trung vệ Rio Ferdinand, người lấy ví dụ từ Pep Guardiola để nhấn mạnh vai trò quan trọng của một thủ môn giỏi trong việc chơi bóng bằng chân. Ferdinand nhớ lại cuộc trò chuyện với Pep trước trận chung kết Champions League mùa trước, trong đó Pep nhấn mạnh về Onana. Họ đều đồng ý rằng Man United cần sự góp mặt của Onana.